chào cả lớp. Sắp tới lớp chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi hóa trang. Các em nhớ chuẩn bị để tham gia nha. Dạ. Mình sẽ hóa trang thành Enid dễ thương. Mình sẽ hóa trang thành Harry Potter. Mình sẽ hóa trang thành Wednesday siêu ngầu. Trò nghèo hèn như bạn mà cũng đòi hóa trang thành chị Tư hả? Chỉ có mình mới được hóa trang thành chị Tư thôi. Đừng có dạy mần, để xem ai ngầu hơn ai. Được thôi. Trong cuộc thi hóa trang lần này, cả búp bê và Suzy đều quyết tâm thắng được giải nhất. Vì gia đình không có điều kiện nên búp bê đã tự chuẩn bị cho mình. Wow, đẹp quá. Wow. Tôi muốn kiểu này. Dạ. Trong khi đó, Suzy lại chọn một cách khác. Đẹp lắm nè, hợp với cô lắm đó. Hả? Wow. Wow. Tôi lấy cái đầm này. Hả? Ok. Mình phải cho mọi người bất ngờ mới được. Cô xin mời Suzy.
tiết mục tiếp theo. Cô xin mời búp bê. Dạ. Cái đồ xấu xí mà cũng đòi lên biểu diễn hả? Công bố người chiến thắng là búp bê. Mừng con nha. Dạ con cảm ơn cho. Bất kể thì nó giỏi quá đi. Chồng em cứng quá à. Còn vợ anh là cứng nhất quả đất này luôn. Chờ anh chút nha. Jim, anh sẽ phải hối hận. Wednesday là người yêu cũ, một thời từng mặn nồng với Jim. Nên khi vừa nhìn thấy Emma và Jim tổ chức kỷ niệm ngày cưới thì cảm thấy vô cùng tức tối ở trong lòng. Nhất định không để yên chuyện này được. Wednesday nhét bong bóng vào bụng, giả vờ mang bầu, rồi vào đám cưới của Jim. Vâng, đã đến giờ lễ, xin mời cô dâu và phu rể tiến vào sân khấu giúp em ạ. Cả nhà đẹp quá đi. Vâng, xin mời cô dâu. Ủa, alo. Anh Jim, anh phải chịu trách nhiệm cho cái cuộc hôn của tôi. Ủa gì vậy? Anh biết gì đâu? Thiệt.
Anh không có biết gì hết á. Không có phải con anh đâu. Không phải. Emma vừa nhìn thấy bụng bầu của Wednesday thì đã nổi trận lôi đình. Sao anh dám lừa dối tôi? Anh là đồ phản bội. Emma, tin anh đi mà. Không có phải bà đâu mà. Không phải. Anh Jim, đi với em nhanh lên. Hả? Không, bắt gì tôi phải đi với cô chứ. Hả? Đi. Không có phải con tôi. Thả tôi ra. Trong lúc Wednesday kêu kéo Jim thì cái chuyện bụng bầu cũng đã bị vỡ lỡ. Bụng giả. Bụng giả. Mau thả chồng tôi ra. Thả tôi ra. Bây giờ hả? Sáng bây giờ. Đồ cái đầu kia cũng kẹo. Nhưng bây giờ Jim là chồng tôi. Ai cản tôi chém. Ôi trời, nay mày nhiều biết gì đâu trời. Em à. Lên xe. Mình đi thôi anh yêu. Không. Đi. Wednesday sau khi bị bại lộ thì đã bắt cóc Jim đi. Emma cùng hai con đã nhanh chóng đuổi theo ngay lập tức. Ê, xe của tôi mà. Hả? Tôi mượn con xéo xì xéo à. Ê, bậy rồi bậy rồi. Không có được. Thả tôi ra. Anh Jim, anh có đồng ý làm chồng em không? Không. Jim! Hai đứa, phụ mẹ anh đây. Tụi con, qua đây. Dạ. Dạ. Trời ơi, cái mặt cưng 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 thấy ghét à. Bà tránh xa ba tôi ra. Bà là người xấu. Cái con nhỏ này. Emma nhào vào đánh nhau với Wednesday. Trong lúc đó, Poppy và Mai cũng tranh thủ cởi trói cho ba. Ba sẽ cho các người biết đây. Ha!
Hay quá mẹ ơi. Tuyệt quá trời. Ủa trời nào trời. Chùm ơi, phụ em ma một tay đi chứ. Tụi con ok không? Ủa? Đi 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 đi. Cũng ra vẻ đồ lắm mà. Nghe hút tưởng chừng em mà không thể nào đỡ được thì Jim đã xuất hiện đúng lúc và kịp thời. Còn nữa nè. Hả? Cái gì? Bất ngờ chứ bà già. Dạ cảm ơn sếp. Jim, em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Không sao đâu, gia đình mình an toàn là tốt rồi. Không hồng thì đưa tiền ra đây. Hả? À, mà đâu có tiền, mà đâu có tiền đâu mà. Ủa, alo, cái gì vậy? Trả cặp cho mình. Hả? Trả lại. Trả cặp cho mình. Hả? Hai tên kia, dừng tay lại. Hả? Trên đường đi học về, búp bê bị Matt và Robin trấn lột tiền. Thật may mắn cho búp bê vì đã được Wednesday cùng Thiên ra tay giúp đỡ. Mày nhớ mặt tao nghe chưa? Em ơi, em có sao không? Dạ em không sao, em cảm ơn chị nha. Mà nhà chị ở đâu? Mình cùng về nha chị. Là trẻ mồ côi, chị không có nhà. Búp bê thấy Wednesday tốt bụng và tội nghiệp, muốn Wednesday trở thành chị em nuôi với mình. Hay là chị là chị nuôi của em nha. Hả? Thiệt hả? Dạ. Mẹ ơi. Búp bê. Ai vậy con? Đây là Wednesday. Mẹ nhận nuôi chị ấy nha mẹ. Búp bê, sao con chơi chất nữa làm chị như vậy hả? Trời ơi mẹ, sao mẹ nói vậy? Chị Wednesday cứu con á mẹ. Mẹ không có cho nó vô nhà đâu đó. Về đưa Wednesday về nhà giới thiệu với Emma. Emma vì vẻ bề ngoài của Wednesday nên đã không đồng ý và cấm búp bê kết bạn với Wednesday. Em có cách này nè. Bây giờ nha. Búp bê nảy ra ý sẽ lén đưa Wednesday về nhà và giấu trong phòng. Không biết rằng có bị mẹ Emma phát hiện không nữa.
Búp bê, con làm gì vậy? Hả? Đâu gì đâu mẹ, không có hiểu trong. Chị ơi, lách. Chị em đang vui mừng vì đã vượt qua cửa ải của mẹ. Nhưng mà niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì... Búp bê! Búp bê ơi, mở cửa cho mẹ dọn phòng nè. Mẹ! Trời ơi, sao mẹ dọn? Chị ơi, nhanh lên! Búp bê ơi! Hết cách, búp bê đành phải cho chị Wednesday trốn tạm trong tủ quần áo của mình. Hy vọng rằng mẹ Emma sẽ không nghi ngờ và phát hiện ra. Nếu không thì... Sao không có bừa bộn vậy búp bê? Dạ. Búp bê vẫn hồi hộp dõi theo từng hành động cử chỉ của mẹ. Mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi Wednesday bất ngờ tạo ra tiếng động làm cho mẹ Emma nghi ngờ. Búp bê sao hay lạ quá vậy mẹ? Chắc chắn là đang giấu cái gì rồi. Ngày hôm sau. Bây giờ em phải đi học rồi. Chị ở nhà đừng có gây tiếng động nghe chưa. Ôi Thiên, không được tạo ra tiếng động đâu, sẽ bị mẹ Emma phát hiện đó. Hả? Thiên, đừng có làm ồn. Tiếng gì vậy ta? Mà búp bê đi học rồi. Không lẽ... Không lẽ nhà có trộm? Thôi xong, mẹ Emma nghi ngờ và vào phòng của búp bê để kiểm tra rồi. Hí da, ăn trộm. Ủa alo. Tên trộm đây rồi. Người có ngon thì chạy đi. Hi.
Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Chuyện này sao đây? Con xin lỗi mẹ. Mẹ đã cấm con không cho con chơi với cái thứ này rồi mà. Mẹ ơi, đừng mà mẹ. Chị Wednesday là người tốt mà mẹ. Đừng mà. Đi ra khỏi nhà mau lên. Trên đường đi tìm Wednesday, búp bê lại đụng mặt một lần nữa với Matt và Robin. Hai đứa trẻ nhìn thấy búp bê đi một mình thì quyết tâm trả thù. Chị Wednesday ơi! Ê, khỏe không nhau? Để coi, ai sẽ cứu được mày? Hai con gái đang gặp nguy, dọa Matt và Robin bỏ chạy. Hai đứa, mẹ nè. Mẹ, hai đứa có sao không? Dạ tụi con không sao. Chị Wednesday đã cứu con đó mẹ. Wednesday à, từ nay con có muốn làm con gái của mẹ không? Mẹ có quà cho con nè. Quà. Con cảm ơn mẹ. Mở ra đi con. Gấu bông Mommy Long Legs vốn chỉ là đồ chơi cưng của búp bê. Nhưng hôm nay, búp bê được mẹ Emma mua cho đồ chơi mới nên đã vô tình không quan tâm tới gấu bông Mommy Long Legs nữa. Mẹ Emma nhìn thấy gấu bông Mommy Long Legs bị dơ bẩn nên đã vứt ra ngoài bãi rác. Vô tình, ông tiến sĩ gian ác nhặt được, đem về nhà làm thí nghiệm. Mục đích sẽ biến Mommy Long Legs thành quái vật.
Trong căn phòng thí nghiệm của tên tiến sĩ gian ác này chứa đầy những ống nghiệm và những thí nghiệm đã thất bại trước đây. Cho nên lần này hắn ta vô cùng trông đợi ở thí nghiệm biến mummy làm lép thành quái vật. Mày nữa đâu. Trả thù nó đi. Trả thù nó đi. Quái vật Mommy Long Legs quay lại, nhìn thấy búp bê có bạn mới nên vô cùng buồn bã và tức giận. Tên tiến sĩ liền thừa cơ đốc thúc để quái vật Mommy Long Legs tấn công búp bê. Búp bê, con điểm gì vậy? Mẹ ơi, mẹ có thấy gấu bông mà mi lăn lép của con đâu không? Mẹ thấy nó dơ quá, cái mẹ giục bãi rác rồi. Hả? À, ôi trời. Tới lúc nhớ ra người bạn thân thiết mà mi lăn lép của mình đã bị vứt ngoài bãi rác, búp bê hoảng hốt và ngay lập tức chạy ra ngoài bãi rác để tìm kiếm. Bất thình lình, quái vật Mommy Long Legs bắt đầu xuất hiện và tấn công búp bê từ phía sau. Khá đó nhóc. Đúng vậy, ngươi sẽ phải trả giá vì dám giúp bỏ ta. Quái vật Mommy Long Legs chợt nhìn thấy món đồ kỷ niệm và bừng tỉnh trở lại. Mommy Long Legs. Ôi, ôi, mày làm cái gì vậy? Hả? Ôm nhau gì tập này nữa, trả thù cho tao.
trả thù. Đúng là cái đồ vô dụng. Tên tiến sĩ nhìn thấy như vậy liền tức giận, tính giết chết quái vật Mommy Longlegs. Mommy Longlegs tức giận tấn công lại ông tiến sĩ, làm ông ta te tua ngất xỉu. Mày! Mommy Longlegs, sao không? Mày không sao hết? Lấy tôi! Quái vật Mommy Longlegs và búp bê vui mừng ôm nhau và bỏ chạy. Nhưng lúc này, tên tiến sĩ tỉnh dậy và dùng súng năng lượng bắn về phía của cả hai. Ngày nắng đẹp trời, khi công chúa xinh đẹp Sarah đang đùa giỡn trên bãi cỏ. Hiệp sĩ nghèo Mike, người đã thầm thương trộm nhớ công chúa bấy lâu nay, mạnh dạn bước đến bên nàng, trao tặng cho nàng một đóa hoa thể hiện tình cảm của mình. Công chúa, ta tặng nó cho nàng, nàng nhận tấm lòng của ta nha. Cái tên nghèo khổ này, ai cho ngươi nói gần ta chứ? Đừng mà công chúa. Đừng mà, đừng mà công chúa, đừng làm vậy mà. Lính đâu, bắt hắn lại. Công chúa, đừng mà. Công chúa, ta thực sự thích nàng. Công chúa, thả ta ra, thả ta ra. Ta vừa bị quân lính đuổi đi, chợt nghe tiếng hét của công chúa nên đã quay lại và thấy công chúa đã bị quái vật rồng bắt đi. Công chúa. Quái vật! Công chúa! Công chúa! Công chúa! Công chúa! Ta nhất định sẽ cứu nàng! Hiệp sĩ Mai đã theo chân của quái vật rồng và đến tại lâu đài của hắn. Tại đây, quái vật rồng đã bắt Mai phải chọn đúng cánh cửa đang giam công chúa. Nếu như nhà ngươi muốn cứu công chúa thì ngươi phải chọn đúng cửa. Đầu tiên, Mai đã chọn cánh cửa màu xanh dương và dũng cảm bước vào. Căn phòng đều phủ băng, kể cả mặt sàn. Một luồng gió kèm tuyết thổi liên tục vào Mai, làm cho Mai loạng choạng té ngã.
thể tuyết đang hung dữ thổi tuyết tấn công Mai. Mai hốt hoảng, Mai chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài. Mai chọn tiếp cánh cửa màu đen. Bên trong có bẫy, mũi tên và nhện từ khắp nơi bay ra tấn công Mai liên tục. Vô số mũi tên lao ra từ bốn phía. Mai hốt hoảng vội rút kiếm ra đánh loạn xạ ngăn các mũi tên lại. Mũi tên vừa bắn hết, Mai nhẹ nhàng thở vào thì liền hoảng hốt. Vô số con nhện đang bò về phía Mai, bò lên chân của Mai, tấn công Mai liên tục. Lần này, Mai hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn ra bên ngoài. Chầm chầm vào cánh cửa màu đỏ, ánh mắt quyết tâm đẩy cửa bước vào. Và lần này quả thật công chúa Sara đang bị giam tại đây. Công chúa, hiệp sĩ, công chúa nàng không sao chứ? Ta không sao hết, chào báo cứu ta đi. Mà nhìn thấy Sara bị giam liền chạy tới. Quái vật rồng lúc này cũng đã xuất hiện giao chiến với Mai. Tên đáng ghét kia, người tính cướp công chúa từ tay của ta sao? Quái vật rồng vươn móng vuốt ra lao đến tấn công Mai. Thật may Mai đã vung kiếm ra đỡ được móng vuốt của rồng. Hai bên dùng sức giằng nhau qua lại. Mai gồng hết sức đẩy quái vật rồng ra rồi vung chân đá thật mạnh vào bụng của quái vật rồng. Hắn ta bị đá văng về phía sau, ôm bụng đau đớn. Quái vật rồng tức giận nhìn Mai đầy hung ác. Hắn ta gầm lên và bắt đầu thổi dung nham ra khắp căn phòng. Mai bất ngờ xen lẫn sợ hãi, đang trên bên trên phiến đá thì bất ngờ rồng khạc lửa khiến cho Mai hốt hoảng rơi kiếm xuống. Quái vật rồng lao vù đến chỗ của Mai, vươn ra móng vuốt túm chặt lấy cổ của Mai. Tìm cách đẩy Mai xuống dàn dung nham. Hiệp sĩ, cẩn thận! Mai cố gắng vùng vẫy, rút ra một con dao găm, đâm mạnh về phía của quái vật rồng. Chao đảo và rơi xuống dòng dung nham, biến mất mãi mãi. Công chúa, đừng sợ. Công chúa, đi thôi. Chưa kịp rời đi thì trên trần nhà một mảng tường đá đang rơi xuống. Mà kinh hãi vội ôm lấy Sara đỡ mảng tường đá cho ra. Hiệp sĩ, chả không sao chứ? Ta không sao, mày đi nhanh lên. Mai đỡ cho công chúa và dẫn công chúa ra khỏi lâu đài.
Khi đến nơi an toàn, Mai không còn sức lực nào mà gục xuống ngất xỉu. Hiệp sĩ, hiệp sĩ ơi, giờ mới tỉnh lại đi. Hiệp sĩ, tỉnh lại đi. Tỉnh dậy đi mà, giờ mới tỉnh lại đi. Hiệp sĩ. Ta không sao, con chú đừng lo.